đối tượng tra là động vật có cái hành động ăn thì cân nặng sẽ cộng thêm bằng cái khối lượng ăn, đúng không? Chúng ta hoàn toàn có thể viết được lại cái hành động ăn đấy ở ở lớp con và thực hiện một cái hành động khác. Ví dụ như con người ăn thì không thích trừ cân nặng mà lại thích kiến thức tăng lên cơ. Ví dụ thế, hoặc là chiều cao tăng lên cơ chứ không tăng cân nặng nữa. Đúng không? Thì cái khái niệm này chúng ta có thể sử dụng được, và cái việc này người ta gọi là override. Override. Viết đè lên. Được chưa? Viết đè lên. Thì bây giờ đây có con người này. Lại thằng Anh Văn. Bằng new con người. Đóng mở ngoặc. Thằng Anh Văn này có cân nặng bằng 200 cân. Rồi xong. Bây giờ thằng Anh Văn này tiến hành va đâm. Và chúng ta tiến hành Anh Văn này. Cái gì đấy? Plugin host. Chẳng biết. Anh Văn này tiến hành ăn 100 cân. Và chúng ta lại va đâm một lần nữa. Xong được rồi. Bây giờ nó sẽ hiển thị cái gì? Chạy nhá. Localhost sượt 1706L23 trừ OOP index. Wow. Con người 2.2.ăn. Sao làm ăn thế? Chờ tí nhá. Declare of con người ăn should be compatible with động vật ăn khối lượng. À đây. Chúng ta chưa có cái tham số khối lượng. Tham số khối lượng vào đây. Chạy lại. Được chưa? Lúc đầu thằng Anh Văn này có cân nặng là 200 cân. Sau khi thực hiện hành động ăn xong, nó còn 100 cân. Được chưa? Thế vậy là như nào? Tiếp theo này. Nếu mà con mèo này tôi viết lại có được không? Cũng ăn, cũng khối lượng. Nhưng mà nó lại là chiều cao cơ. Ồ, sao không bôi hết được nhỉ? Chiều cao cộng bằng khối lượng, càng ăn càng lớn, càng ăn càng cao. Thì bây giờ tôi sẽ có thêm là echo ra và br này, và tôi sẽ có con mèo, con tôm bằng new con mèo có mở ngoặc này, sau đó con tôm này trở đến chiều cao bằng 1 mét, 100cm bằng 1 mét. Sau đó tôi va đâm con mèo này, con tôm này. Ô, sao lên tay bị ngu à? Đây. Thì giờ sao? Con mèo này chiều cao sẽ được cộng lên 100 cm đúng không? Chúng ta chạy này. Đây. Con mèo này có chiều cao 100 này, sau khi ăn xong chiều cao lên. Wow. Sao vẫn là 100 ta? À đây đây. Tôm. Tôm cũng ăn 100 này. Chiều cao lên 200. Thế vậy ở đây là cái gì? Và sao? Cùng một hành động. Cùng một hành động. Cha cũng có, hai đứa con cũng có. Vậy là sao? Nếu mà chúng ta làm như thế này trong hệ thống của chúng ta nó có đa dạng hơn không? Mỗi một đối tượng sẽ có thực thi một cái hành động và đem lại kết quả khác nhau. Đúng không? Vậy đây là đa hình chưa?
nhỉ? Giống như trong gia đình mình vậy. À, ví dụ như là bố Dũng chẳng hạn, đẹp trai, cao to, nhưng mà đẻ ra Dũng xấu, lùn. Xong em là Dũng lại đẹp trai nhưng lại không cao to chẳng hạn, đúng không? Nó sẽ làm những cái khi mà chúng ta kế thừa một cái lớp khác, không nhất thiết chúng ta phải theo tuân thủ chặt chẽ các cái hành động hoặc các tính chất của lớp cũ, của lớp cha đã có, mà chúng ta có thể viết lại, nhận viết lại các cái hành động hoặc là thuộc tính của lớp cha cho chúng ta kế thừa. Thì đó là cái tính đa hình ở trong lập trình của đối tượng. Chào tôi đi nhé. Ông cựu sinh viên với lại bà cựu sinh viên của tôi lấy nhau, bây giờ đang bà vợ đang ở trong viện đẻ, không thể ở ngoài nhắn tin cho thầy tưởng thuật trực tiếp. Chết, đã một cấp cứu. Đây là tính đa hình. Cái đa hình thì chúng ta hoàn toàn có thể là áp dụng cho những cái hàm bình thường, những cái hành động bình thường hoặc là hành động static đều được. Mày không biết cái gì đâu. Đọc này. Đấy là tính đa hình. Trời ơi, tắt tôi khởi động lại cái xong lần tích nhé. Xong lần tích của tôi đang có vấn đề. Ủa, bị thở. Tiếp theo này. Chúng ta đến cái đa hình này có vấn đề gì không? Cái này cực kỳ dễ. Chỉ là viết lại, override. Không có gì mà cao siêu đâu. Tiếp là tính chất cuối cùng là tính đóng gói. Tính này mới gọi là khó này. Tính chất đóng gói nó gọi là khó này. Khi chúng ta làm việc với tính chất đóng gói, cũng tính đóng gói trong hướng đối tượng ấy, thì chúng ta sẽ phải làm ra ba cái từ này. Ba từ khóa là public, protected và private. Và private, ba cái từ này. Khi mà chúng ta làm việc với ba cái từ này thì nó sẽ làm việc, nó ám chỉ đến cái nội dung hoặc cái phạm vi mà chúng ta có thể tác động đến các cái hàm, các cái điền nằm trong cái lớp đấy. Ví dụ như sau, riêng cái này phải tạo ra một cái file mới, file riêng. Đấy, tính chất này rất khó.
chúng ta có một class tên là test public đi, test parent đi. T parent. Các bạn coi này, ở đây tôi sẽ có một cái public biến, là biến tên chẳng hạn. Đây là biến public. Được chưa? Được chưa nhỉ? Rồi, chúng ta coi nha. Có cái biến parent bằng new t parent, đóng mở ngoặc. Sau đó ở đây chúng ta tiến hành là parent trở đến biến public bằng set được giá trị. Và chúng ta tiến hành là echo ra cái biến parent trở đến biến public. Này có hiển thị ra không? Được chưa? Rồi chúng ta test đóng trừ gói .php xét được và lấy được đúng không? Được chưa? Rồi chúng ta viết thêm một hàm nữa ở trong này, public function truy cập biến public. Chúng ta tiến hành là $this trỏ đến biến public bằng test value và return $this ở đây thôi. Và cái này chúng ta sẽ sửa lại trở thành là parent trở đến truy cập biến public, đóng mở ngoặc và vẫn hiển thị ra cái biến public kia. Parent hiển thị đến biến public. Có hiển thị ra được không? Coi vẫn hiển thị được đúng không? Và chúng ta thay đổi giá trị của nó ở trong cái cặp giống ngoặc này, chúng ta thay đổi được đúng không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ có một cái biến, một cái class nữa, class bằng ttry extend cái biến tparent. Ở trong này chúng ta có một cái biến public truy cập giá trị, truy cập biến public của lớp cha. Chúng ta cũng có this trỏ đến biến public bằng set giá trị từ lớp con. Bây giờ chúng ta có cái parent này bằng cái ttry.
Giờ có hiển thị được không? Hiển thị ra cái gì? Hiển thị ra cái này đúng không? Được chưa? Cho thử này. Có được không? Function. Vẫn hiển thị bình thường đúng không? Tức là sao? Ở đây chúng ta này, nhìn cái phạm vi nhá. Nhìn phạm vi này. Thứ nhất, trong cái phạm vi này, đây là phạm vi của cái lớp này nhá. Trong phạm vi này chúng ta có thể xét lại được giá trị của biến public này. Trong phạm vi của lớp con cũng có thể xét được giá trị của biến public này. Ngoài phạm vi của cả hai thằng cũng có thể xét được giá trị trong public này. Quan trọng là cái chỗ viết đấy. Cái chỗ viết nhá, chứ không phải là ở trong hay ở ngoài đâu. Tiếp theo này, tôi sửa public này thành protected. Tôi khởi động lại cái này, lại thành tparent. Và xét lại nó ở ngoài này. Và tôi echo ra. Như này có sử dụng được không? Thấy không? Uncatch error cannot access property biến public từ cái dòng 21. Tức là biến nào, biến hoặc hàm nào mà chúng ta đã set nó là protected rồi ấy, thì chúng ta ở ngoài phạm vi của lớp, của cái chính cái lớp đấy và các lớp con của nó, thì chúng ta không set được giá trị, cũng không lấy được giá trị của chúng nó ra. Đây là set không được rồi đúng không? Set không được rồi đây. Bây giờ tôi tự gán cho nó bằng 100. Tôi chỉ việc new và lấy ra thôi. Cũng không được luôn. Được chưa? Không thể truy cập, tức là không thể gì? Xét được giá trị, cũng không thể lấy được giá trị của nó ra ngoài. Ngoài cái vùng mà người ta quy định là ở trong cái lớp, chính cái lớp đó và trong cái phạm vi của các lớp con. Được chưa? Thế vậy thì làm sao để xét được giá trị cho cái biến public này? Làm nào? Khai báo gì? Ồ, người ta đã cố tình viết nó là protected rồi. Tạo hàm gì? Chọn cái gì? Cái đấy là cái gì? Ông bỏ cái đấy với cái ấy của ông đi. Chọn đến cái biến public. Đây, hàm public đây. Đúng không? Bây giờ mình gọi đến nó đúng không? Này à? Đúng không? Đúng chưa? Xong rồi sao? Có làm được cái việc này không? Vậy làm sao để hiển thị nó ra ngoài? Sao? Sao? Tức là viết một cái hàm nữa. Cũng là public à? Function get biến protected. Này đúng không? Bây giờ làm nào để hiển thị ra? Return this trỏ đến biến public như này hả? Chuyển giá trị làm gì? Đã có giá trị rồi. Đây. Này có được không? Sao? Có được không? Đây, test value đây. Thứ nhất, kể cả tôi chưa có echo ra ngoài. Các bạn coi tôi va đam nhé. Va đam cái biến parent. Có xét được giá trị không?
lúc đầu nó bằng 100 cơ mà, đúng không? Sau khi chạy cái hàm này chúng ta xét được giá trị này, và sau đấy để lấy ra ngay thì chúng ta không thể lấy được. Mà chúng ta để lấy được cái giá trị của thuộc tính này ra ngoài, chúng ta bắt buộc phải tạo ra một cái biến, một cái hàm là hàm public mới để return ra cái giá trị đấy. Đây là return giá trị chứ không phải return ra, không phải hiển thị ra cái, không phải trả về cái đối tượng, cái thuộc tính đâu nhá. Đây là return ra giá trị của thuộc tính. Được chưa? Thì được. Người ta gọi cái này, cái hàm này này, thường thường người ta truyền một cái tham số, đây là value. Và cái biến public này người ta sẽ gọi là bằng đô la value. Thì chúng ta khi mà điền vào đây là truyền value. Được chưa? Thì cái hàm này này, cái hàm để xét giá trị cho một thuộc tính là protected hoặc là private thì người ta gọi là hàm set. Được chưa? Hàm set. Còn cái hàm mà để lấy giá trị của nó ra ấy, người ta gọi là hàm get. Được chưa? Trong Java, nếu các bạn học Java thì người ta sẽ gọi là getter và setter. Được chưa? Xong chưa? Chưa. Làm sao mà đã xong mà gật. Bây giờ tiếp theo này. Tôi bê hai cái hàm này tôi vứt xuống dưới có được không? Đây là try. Tôi vứt xuống dưới này có được không? Sao? Có chạy không? Có được không? Thật là được không? Đấy. Sao ở đảo? Có được không? Đấy. Vẫn nhận này. Và đam cho cụ thể nhá. Được chưa? Vẫn nhận được giá trị. Được chưa? Thì cái độ, cái vùng có thể truy cập được cái biến protected đấy thì là nằm trong cái phạm vi cặp dấu ngoặc của cái lớp này hoặc trong cái cặp dấu ngoặc của cái lớp con của nó thì được phép truy cập. Được chưa? Được chưa Đạt? Rồi, bây giờ nếu mà tôi viết như này nữa sao cũng được không? Dẫn ra đây. Có lỗi đâu? Có lỗi đâu? Nhìn kỹ vào. Lỗi đây, nhìn kỹ vào. Đây này, có hai cái biến là biến public này. Có nhìn thấy không? Một cái là tParent private thì không, thì vẫn là bằng giá trị 100. Còn cái biến public không có cái vẹo gì, không thông báo gì thì có là truyền value. Cái này là sao? Trong PHP hôm trước vừa mới dạy xong. Ừ, phát biểu đi. Phát biểu đi. Đây. Cái bên trái bên phải. Cái là bên giá trị con của nó ấy. Ừ. Kế thừa, không kế thừa. Không kế thừa giá trị của nó. Ừ. Và rồi. Sao nữa? Lại bên đây. Thế cái này là cái gì? Tại sao nó lại ra cái này? Dũng nào chém gió kinh lắm. Sao?
Không. Bây giờ nhá, thằng Dũng đi tán gái hả? Được chưa? Cái đứa con gái đấy nó là cái thuộc tính private của cái lớp cha. Bây giờ người ta không cho ông lấy đứa con gái đấy thì sao? Hả? Không lấy thì thôi à? Hả? Thì phải đi tán đứa khác để lấy đúng không? Đây nha, lại tính lại một lần nữa này. Đây là bố. Bố có cái ví. Cái thuộc tính ví này là cái thuộc tính là private của bố đúng không? Không có public tiền cả với mẹ không? Được chưa? Rồi, bây giờ thằng con muốn lấy tiền trong ví, có lấy được không? Không. Nhưng mà không cho private mà. Private mà. Thì nó phải tự tạo ra một cái ví của nó để lấy tiền ở trong đấy. Đúng chưa? Ở đây cũng thế. Cái thuộc tính private của lớp cha ấy thì không thằng nào ngoài nó có thể truy cập được. Được chưa? Cho nên những cái thằng con không truy cập được thì nó sẽ tự tạo ra một cái thuộc tính tên giống Isiket như vậy. Khác mỗi cái là public thôi. Và cái thuộc tính nó thuộc về lớp con. Cho nên nó mới sinh ra cái trò là phân biệt hai thuộc tính nó như thế này. Đây là của lớp parent, đây là của lớp child. Được chưa? Sao? Thế vì sao làm được cái này không biết không? Vì sao làm được cái này không biết không? Một trăm, tôi tạo ra khởi đạo nó bằng 100 mà. Đây này. Được chưa? Thế vì sao chúng ta làm được cái trò này? Chúng ta học ngôn ngữ gì? PP là ngôn ngữ gì? Thông dịch. Thông dịch thì có thể tạo được thuộc tính bất kỳ lúc nào. Mình thích là mình tạo thôi. Đúng không? Cho nên là nó sẽ sinh ra cái trường hợp là có một cái thuộc tính public của lớp con bằng cái giá trị như này. Được chưa? Đấy là cái protected private và public. Thì chúng ta sẽ có cái bảng sau này. Cái bảng chắc chắn các bạn nhìn rồi. Protected, à đây public chứ. Public, protected, private. Ở đây có everywhere. Ở đây có try. Đây có Excel. Try. Mọi nơi có thể truy cập được public. Đúng không? Protected thì chỉ có chính bản thân nó và cái thằng con của nó. Còn public private thì chỉ có duy nhất mình thôi. Ở đây, quên. Ở đây. Ở đây. Excel. Phạm vi là vùng phủ của cặp đối ngoại hoặc nhỏ của các lớp. Đây, bốn tính chất nó chỉ có thế thôi. Cái tổ chức nó tự tạo một cái kiến trong nó còn này. Ừ. Nó tự gắn giá trị của bạn này. Ừ. Tự gắn luôn. Nhưng mà giá trị nó không có muốn đi lên được. Cái gì? Giá trị này. Cái giá trị nào? Đây đây. Tôi gắn cho nó mà. Đây này. Đúng không? Xong nhớ. Đây là bốn tính chất. Ôn kỹ vào.
bốn tính chất này sẽ dùng rất là nhiều, đặc biệt là đa hình và hướng và kế thừa dùng rất là nhiều. Bây giờ ứng dụng nhá, cho chúng ta xem một đoạn ứng dụng như nào nhá. Các bạn cùng làm với mình tạo ra một cái thư mục tên là model. Trong thư mục này mình tạo ra một cái file mới tên là basemodel.php. Được chưa? Ở trong này mình viết code PHP và tạo ra một cái class tên là basemodel. To gì nữa, làm gì còn to được nữa. Cái hàm construct này chúng ta cứ vứt đến đấy nhá, không động nó làm gì cả. Tí nữa chúng ta sẽ có sử dụng hàm construct nhưng mà hiện tại chúng ta chưa viết gì cả. Kệ nó. Xong chưa? Tạo tiếp một cái file nữa tên là, chúng ta hôm trước có database không? Có bảng user này đúng không? Rồi ok, tôi tạo thêm một bảng nữa. Bảng này có ID này, in này, key này, auto increment này, name, title này, varchar này, content này, varchar này. Rồi vậy thì đã. Cái bảng này tôi đặt tên là bảng post. Xong chưa? Bảng post. Thêm một cột nữa đi cho nó sĩ. Đây là created by int. Created by. Không. Tự tạo. Kệ em. Thử nghĩ ra có cách nào lấy được không? GitHub sinh ra để làm gì? Created. Tạo ra bởi ai? Không biết chữ Creator à? Xong chưa? Ừ. INT. Được chưa? Xong. Bây giờ coi này. Trong bảng post này chúng ta tiến hành thêm vài dữ liệu vào đây. Đây là bài B, bài viết 1. Content là content 1. Created by ID 1, bài viết 2, content 2, created by 1, bài viết 3, content 3, created by ID 2, bài viết 4, content 4, created ID 3. Cái số created by chúng ta điền bừa vào nhé. Nó chính là một trong những thằng này này, 3, 4, 5, 6 này. Tôi nhập 3. Đúng là 3.
4, 5, 6, content 5. Kéo cái cho nhanh. Bài viết 5. Rồi, vậy rồi. Viết vậy rồi. Không có 6 thì thôi, bỏ 6 đi, điền một cái số khác có thật vào. Số đây này. Xong chưa? Rồi bây giờ nhá. PP chúng ta tóm cái váy lại là chỉ có là thằng trung gian giữa cái HTML và cái cơ sở dữ liệu thôi đúng không? Thì bây giờ tôi sẽ sử dụng cái lớp này để lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu này. Thì tôi sẽ có cái lớp là lớp new file rồi. Đây là user.php. Trong user.php này chúng ta viết tạo ra một cái class tên là user, không kế thừa nào cả. Tôi sẽ có một cái public biến là connect. Khi mà new construct thì chúng ta sẽ có $this trỏ đến connect bằng new PDO tạo ra kết nối đến cơ sở dữ liệu. Chúng ta có MySQL 2. Server name bằng 127.0.0.1 chấm phẩy DB name bằng PHP-1706 chấm phẩy tra xét bằng UTF-8. Tham số tiếp theo là root. Tham số cuối cùng là password của cái MySQL của các bạn là rỗng thì để như này, còn của tôi để là 123456. Sau đó là return. À không, return gì cả. Có mỗi thế này thôi. Đây là tạo kết nối cơ sở dữ liệu đúng không?
Được chưa? Rồi. Bây giờ mình sẽ có như sau này. Mình sẽ có cái hàm là public function get own đi. Mình sẽ có câu SQL bằng select sound from user này đúng không? Sẽ có cái STMT bằng STMT là viết tắt từ statement, là câu lệnh. STMT sẽ bằng $this trỏ đến connect trỏ đến prepare cái câu SQL kia, sau đó STMT trỏ đến execute và RS bằng STMT trỏ đến fetch all và cuối cùng là return cái result. Này là lấy hết dữ liệu từ trong cái bảng cái ra đúng không? Từ trong cái bảng user ra đúng không? Xong chưa? Xong chưa? Test này. Tạo một cái file mới đây là list.php. Trong list.php này chúng ta tiến hành là require one cái model sược user.php. Chúng ta có cái biến model bằng new user và có list user bằng model trỏ đến get trỏ đến own đúng không, và cuối cùng chúng ta tiến hành echo cái pre ra. Và đam biến list user. Cái này có ra không? Có ra dữ liệu.
Xong chưa? Chạy đi. Xem có ra không nhá. Đây là list.php. Ồ, lỗi rồi. Nào, lỗi gì? User construct. No such file directory model user user dòng 11. Sai gì nhỉ? À đây đây. Vẫn không đúng. Video MySQL. Sao được nhỉ? Hả? Công giả. Bậy. Thật là không thể tin được. Cái nhà học giỏi nhỉ. New này. À đây đây đây, đây. Host. Host. À, em biết là local host. Rồi, đây rồi. Được chưa nhỉ? Ra chưa? Ra bốn, ra cái mảng gồm 4 phần tử này. Được chưa? Nhưng chúng ta nhìn ở trong phần tử nó là cái gì? Từng phần tử một nó đều là array cả, đúng không? Tôi không thích thế. Tôi không thích ra array. Trước mắt này, chúng ta ở đây chúng ta có hai cái cần phải lưu ý. Cái thứ nhất là chúng ta đã dựa vào cái hàm này để chúng ta lấy ra toàn bộ dữ liệu trong cơ sở dữ liệu rồi, đúng không? Cái thứ hai chúng ta lấy ra là toàn bộ là mảng ở trong. Bây giờ giải quyết vấn đề thứ hai trước. Khi mà lấy ra, tôi không thích lấy ra mảng mà tôi thích lấy ra đối tượng. Từng phần tử trong cái mảng tổng nó phải là đối tượng. Bởi vì sau này chúng ta còn phải xử lý thêm những cái hành động của đối tượng nữa, đúng không? Cho nên là tôi không thích lấy ra mảng của đối tượng. Chúng ta có thêm là PDO 2.2. Fetch trừ class bằng cái get, hàm get class của cái model, à của cái this. Hay chúng ta viết vào đây chữ user cũng được. Nó sẽ ép tất cả các cái đối tượng của chúng ta, à, tất cả những cái phần tử mà chúng ta lấy ra từ cơ sở dữ liệu ấy, chuyển sang kiểu dữ liệu là user. Được chưa? Chạy thử này. Ra gì đấy? Các phần tử nằm trong object. Object. Tất cả đều là object. Kiểu dữ liệu là user. Được chưa? Bây giờ chúng ta dùng cách khác này. Get classes. Thử xem nó có giống vậy không nhá. Vẫn thế. Reload này. Vẫn thế, đúng không? Thì ở đây nó là cũng trả ra cái lớp của cái đối tượng this này thì là lớp user, đúng không? Xong chưa? Đây là lấy được dữ liệu từ cơ sở dữ liệu ra ngoài. Xong chưa? Thế bây giờ muốn lấy cơ sở dữ liệu từ cái lớp từ cái bảng product thì sao? Thì sao? Tạo một cái lớp tên là product.php. Và tôi bê nguyên cái mớ này vứt sang bên này, đúng không? Sửa mỗi cái này thành product. Đây cũng sửa thành product à? À post, xin quên, xin lỗi. Post, xin lỗi các bạn nha, tôi nhầm. Post. Làm sao? Kết quả có giống vậy không? Duplicate cái thằng user lên, đổi tên thành post, tên class cũng thành post, select này cũng thành post. Và ở list này tôi sẽ require thêm cái thằng
post. Và ở dưới này tôi cũng new cái thằng post ra ngoài. Liệu có lấy được hết post ra ngoài không? Post. Xong chưa? Lấy post ra ngoài hết rồi này. Đúng không? Đây post đây. Thế vậy nếu mà chúng ta có khoảng 200 bảng thì chúng ta có 200 cái quần họ như này. Và viết lại cái hàm construct và cái hàm own này 200 lần. Và mỗi hàm chúng ta sẽ có thêm độ khoảng mỗi cái đối tượng này chúng ta lại có khoảng crud là 4 hàm. Thì là 200 x 4 là viết 800 hàm. Đúng không? Đúng không? Đây nhá. Chúng ta đang có dựa vào các cái lớp này để tương tác với cơ sở dữ liệu, đúng không? Rồi. Nếu mà trong hệ thống của chúng ta có khoảng 200 bảng thì chúng ta phải có 200 cái file này, đúng không? Được chưa? Và chúng ta phải viết, đây là cho một bảng nhé, và chúng ta phải viết cái hàm own này 200 lần cho 200 bảng để lấy dữ liệu ra. Sau đó có thêm cái hàm construct này nữa, chúng ta cũng phải viết 200 lần nữa là 400 lần, 400 hàm, đúng không? Sau đó hàm insert lại 200 lần nữa là 600, update là 1000, đúng không? Nếu làm thế chắc là gãy tay, chính xác không? Thế giờ làm sao để viết ít hơn? Viết một cái hàm rồi sao? Chưa cái này là chưa cái nào? Thế là làm sao thay được cái chữ post này? Làm gì? Này, thử nhá. Thứ nhất, có base model đúng không? Tôi sử dụng post này kế thừa cái base model kia. Tôi tiến hành post extend cái base model. Được chưa? Sau đó sang user cũng require cái base model và cũng extend luôn base model. Sau đó tôi bê cái mớ connect và construct này vớt sang đây. Post này tôi xóa đi thôi, đúng không? Giờ có chạy không? B construct và connect vứt sang base model. Hai thằng này đều kế thừa cái thằng base model kia. Liệu có chạy không? Thử nhá. Vẫn như cũ. Tôi sửa thành user. Vẫn là lấy được. Không vấn đề gì, đúng không? Đây là ứng dụng của gì? Tính gì? Kế thừa. Xong chưa? Thế mà bây giờ tôi bê cái này sang có được không? Cắt luôn. Bê nốt cái này sang, bởi vì càng bê được nhiều thì tôi càng tiết kiệm được số dòng tôi phải viết, đúng không? Bên này tôi cắt đi. Này có chạy không? Nếu để này có chạy không? Chạy chưa? Chạy mạnh. Đúng không? Hiện tại list của chúng ta đang lấy ra toàn bộ là user này. Chờ em đi. Bây giờ post của chúng ta tôi cũng lôi post ra này. Vẫn chạy được ấy. Đối tượng vẫn là post này. Thấy không? Đối tượng vẫn là post này. Nhưng mà sao? Dữ liệu này. Có phải của post không? Bởi vì chúng ta đang sai cái gì? Sai cái này. Được chưa? Thế vậy sao? Biến gì? Biến vào đây đây, biến vào post đây. Biến gì? Đọc cho tôi nào. Không biết. Public. Hoặc là ở public đi. Gì nữa? Đô la table name bằng
post như này có được không? Và tôi copy cái này tôi đưa sang user cũng vậy, và đổi tên bảng là user. Sau đó ở base model này tôi sẽ sử dụng là đô la this trỏ đến table name, có được không? Thử nhá. Sample chưa? Sample cho đúng dữ liệu của post không? Để user này. Đúng dữ liệu của user không? Đây đã là đa hình nhá. Đúng nhá. Và chúng ta để lấy dữ liệu ra từ một bảng, chúng ta mất mấy dòng? 2 dòng. Đúng không? Tôi rút ngắn được còn 1 dòng. Có tin không? Nghĩ cách cho tôi làm sao rút ngắn được còn 1 dòng. Chỉ cần 1 dòng là lấy được rồi. Nào, xong đi đã. Đây, tôi để lại cái base model nhá. Thì đấy. Đấy, thì đấy. Nay là buổi 23 rồi đúng không? Nhanh nhỉ. Được một nửa rồi đấy. Hơn nửa. Thấy con hướng đối tượng lợi thế không? Nếu bạn lần dùng đúng code của nhà, tên lớp như nào, quy định tên lớp như nào. Tên lớp phải giống tên file. Biên loạn lên là chết đấy.
Xong nhá. Có mỗi một cái hàm thì mà lâu thế. Tiếp tục nhá. Xong chưa? Có gì không hiểu không? Ồ, bọn này ngâm cứu lâu rồi, đã thế cho ngồi ngâm cứu từ giờ đến hết giờ. Còn 1 tỷ thứ hai phía sau nữa. Đến MVC nó còn khổ hơn.
Gì? Làm sao? Cái gì? Cái gì lỗi giống nhau? Đứa nào, đứa nào, đứa nào? Đọc cho tôi team view nào. Từ từ bình tĩnh. 651 451 597 470 rồi. Cannot redeclare base model. Cái này lỗi dễ ọt như này. Redeclare là sao? Nào, bạn nào giỏi tiếng Anh ở bên cạnh Dũng nào, redeclare là nghĩa là gì? Redeclare. Đây. Redeclare. Có nhìn thấy chữ nào không? Ôi giời ơi. Không thể định nghĩa lại. Sao? Đây này, lỗi đây này. Cái gì đây? Include, biết include là cái gì? Ai bảo giống? Nó chỉ khác là khi nó mà thực hiện. Còn cái gì quay cái là nó bị lỗi thì nó không thực hiện. Ờ thì sao? Thì nó cũng đi gọi như nhau mà. Ai bảo như nhau? Phải biết là khi nào cần phải dùng cái gì chứ. Cái include này chỉ dùng khi mà hiển thị ra giao diện thôi. Bởi vì cái giao diện người ta cần nhất là cái hiển thị giao diện dữ liệu ra ngoài. Còn khi code logic thì sao? Nó dừng lại chả tốt quá. Dừng lại thì mình mới biết được là nó sai ở dòng bao nhiêu chứ. Nhưng mà bạn này nó cũng phải thật đâu? Tôi sửa một phát ông chạy được, ông mất tôi cái gì? Sao anh lại ngà biết là đi quay là gì rồi? Đấy, nó biết đi quay. Đi quay gì? Đi quay là gì vậy? Đấy, nó biết như thế. Nào, ông có sửa thành đi quay ăn xem có được không? Một cái nha. Lead đó. Rồi, chạy đi xem có được không? Mày có hiểu cái gì đâu? Các bạn tập trung này, tôi giải thích qua một chút này. Nghe này, giải thích này. Chúng ta có include, cô có nghe không? Có require. Hai cái này dùng để làm gì? Hả? Dùng để bê một nội dung, đây là file đích này, file nguồn này. Bê toàn bộ nội dung của file nguồn vứt vào cái chỗ chúng ta require include. Đấy chưa? Trong này nó viết cái gì chúng ta biết. Tương đương với việc bê nguyên toàn bộ cái code trong này vứt vào cái chỗ mà chúng ta include vào require này, đúng không? Hai thằng này nó khác nhau, duy nhất một chỗ là cái thằng require này nó sẽ hiển thị lỗi. Khi có lỗi ở trong file này, thực thi nó chạy, thì ở cái thằng require này sẽ hiển thị lỗi. Còn thằng include này nó không hiển thị lỗi, nó chỉ có notice thôi, là thông báo thôi. Được chưa?
hai cái nó khác nhau. Thì thứ nhất chúng ta đang code. Code ở đây chúng ta đang sử dụng cái gì? Code là logic, cần chính xác tuyệt đối, là sai ở đâu, dòng bao nhiêu phải hiển thị ra được cho tôi để tôi chạy và tôi sửa. Bố, anh Văn bố dùng include, thế là đúng hay sai? Cái này không được dùng cho cái phần xử lý logic, không bao giờ được dùng, được chưa? Cái nữa, cái include này sẽ dùng được dùng khi mà gọi ra cái file hiển thị giao diện thì ok, không vấn đề gì cả, được chưa? Bởi vì ngoài giao diện người ta cần dữ liệu, chứ sai hay đúng ở đấy người ta không sửa được. Đấy là một cái. Cái thứ hai, vì sao phải dùng require one? Vì sao phải dùng require one? Các bạn có bao giờ viết được hai lớp, hai class cùng tên không? Viết được hai hàng cùng tên giống nhau không? Hiểu vấn đề chưa? Thế require one vì sao giải quyết được vấn đề đấy? Cái logic của thằng require one này, nó là nó kiểm tra xem phía trước, phía trước đấy nó đã require cái file này chưa. Nếu chưa require thì nó require vào, còn nếu require rồi nó sẽ bỏ qua cái require này. Hiểu vấn đề chưa? Đây là lý do vì sao là sử dụng require one. Đọc thì chẳng đọc, nghĩ cũng chẳng nghĩ, cắm đầu vào. Nào, không chưa? Rồi. Trong DB có dữ liệu không? Có. Đâu mở DB coi nào. Đây là post. Ông đang hiển thị user ra. User có mà. Xem có lệnh SQL nào. Đã. Xem có lệnh SQL nào. Select sao from không cách gì. Ông dừng lại để enter dưới, để im đấy, để im, Ctrl Z lại cho con. Ctrl Z lại. Rồi, xuống cuối dòng table name ấy. Enter xuống. Và đâm ra cái SQL và die luôn. Có biết viết chữ và đâm không vậy? Die đâu? Không die là nó chạy đấy. Chạy xuống dưới ấy. Rồi xem cũng chạy đi. Rồi copy cái đoạn text đấy. Copy cái đoạn text ở trong ấy. Trời ơi. Đây rồi rồi. Rồi vào navigate chạy đi, xem có chạy được không. Query. Để im đấy, chạy đi. Rồi chạy đi, run. Có ra cái gì không? Quên từ đây của em đây. Đấy. Rồi anh ơi. Không đánh giá được đâu. Tôi hẹn nhìn thấy cầm giấy rồi. Sắp thời gian tới hội sinh viên của trường sẽ tổ chức một giải bóng đá tại Việt Nam. Gọi là TH Champions League. Lớp thì có đội bóng nào tham gia không? Đây là đồ của tao. Đá đi. Lớp to này còn cái sao à? Thiếu người lại chỉ ăn vào đá. Lớp mình là lớp đông nhân ngữ nhất của tao, cái khóa lập trình ngắn hạn. Phải đi để cho chúng nó đi cổ trong mảng lập trình thôi này. Sao ra cái tiếng tờ đồng đâu. À ừ cả. Trong mảng lập trình. Trong mảng lập trình. Chỉ lớp mình có lớp tờ tao không? Có ạ. Thế có được đá với đội ngữ tên tờ không anh? Chết rồi, bỏ đấy. Chủ nhật. Sáng thời gian đá sẽ là trong vòng 3 tuần và chỉ đá chủ nhật. Không đá vào ngày thôi. Bận gì vậy em? Đá đi. Bao nhiêu người đi được đưa tay à? Một. Em muốn đi ăn đi đá. Mà con gôn, mình đặt bóng. Có á, ngu ra em đi đá bóng thì mới nhậu được. À, đi tắm là nhậu. Đi tắm là mấy á, đi nhậu hả? Đi tắm là nhậu hả? Đi tắm là nhậu hả? Tất cả là 3 tuần nhá. Chỉ bằng 7 tháng 7 anh. Mình là sân 7 à? Sân 7 à? Đấy, mình là 7 người. Đúng rồi, tới điều 7 người.
À, tôi sẽ đăng ký, tôi sẽ là 10 người, có thể hơn. Minimum là 10 à? Minimum là ít nhất là phải hơn số 7, vì nếu như là các bạn cá người tập bóng thì mình có thể hay. Lớp mình chịu. Lớp mình chịu không? Chịu thương thiệt này. Tôi bây giờ chỉ còn dạy mỗi lớp mình ạ. Đấy, đấy, tất cả từ từ giường hết rồi. Đấy, đi đá đi người luôn. Đấy, đá được đi. Rồi. Tôi đội cao không, thầy giáo là có đội của giáo viên nên mọi người muốn đá giáo viên thì cứ đăng ký thôi. Thế đăng ký có tham gia nhỉ? Có à, có đúng không? Bây giờ thì nếu tham gia các bạn sẽ hoàn cho mình cái hồ sơ đăng ký này nhá, và muộn nhất là buổi học sau mọi người sẽ hoàn lại cho ban tổ chức cái hồ sơ này, bao gồm danh sách của thành viên, màu áo, nhớ là có đồng phục nhá. Các bạn nữ có thể may đồng phục kém đấy, các bạn không được. Và trong này sẽ có những điều lệ, mọi người sẽ đọc tham khảo nhé. Và lệ phí sau nộp cùng với hồ sơ là mỗi đội là 500.000. Và 100.000 lệ phí hành chính. Tức là nếu như các bạn đá người không đá bóng thì đi thẻ ấy, thì sẽ trừ vào 100.000 đó. Và nếu như mà không bị trừ thì 100.000 sẽ được hoàn trả lại cho đội. Có chứ, như tôi còn đá người này. Đã nhiều tức là bị thẻ đỏ thẻ vàng sẽ bị trừ vào đó. Mỗi lần đều nhiều. Mỗi thẻ đỏ trừ 50.000, thẻ vàng trừ 30.000. Thông tin chi tiết thì đội trưởng của đội sẽ được phổ biến vào ngày hôm sau. Đội trưởng của đội và thời gian lấy thứ nhất này, thời gian chốt danh sách là 28/9, là mọi người đã phải hoàn thành hết hồ sơ rồi và nộp lệ phí đầy đủ, và thời gian bốc thăm là 30/9. Ngày khai mạc là 18/10. Giải nhất bao nhiêu ạ? Giải nhất sẽ bao gồm một cúp, một cờ lưu niệm và trị giá một tiền mặt trị giá 1.500.000. Lãi rồi thì em đóng 500. Rồi lãi gấp đôi. Em phải đóng 500. Em phải đóng 500. Em phải đóng 500. Liên hoan nghe ạ? Trong dưới là liên hoan tiền trạng ạ? Còn tiền sản xuất. Tiền sản xuất. Mức huy động 4. Rất là giải quyết định. Giải nhất là... Giải nhất là... một cái bạn nào bạn có bạn nhưng mà người đá đâu bạn mình cái hồ sơ này ai người đá cứ cầm người đây sau này nói sau không nào còn sau nữa ai chân còn tiếp sau mọi người chỉ việc là hoàn thành cho mình cái danh sách của đội và chọn màu áo thôi, và nhớ là đội trưởng áo màu vàng ấy, đội trưởng là áo màu kia. Mọi người sẽ đề đủ tin nhắc bao gồm họ tên này và số điện thoại nữa để ban tổ chức người liên hệ với mọi người, đặc biệt là đội trưởng nhá. Rồi nếu như đã thống nhất được thì mình xin trả lại rất là đề nghị để được tiếp tục học đấy. Còn buổi sau mình sẽ vào đó để xem nhá. Ai đi cái ai đi ai đấy đi nhá. Đá lại trực tiếp mà, đâu có đông đâu, chứ không đá vòng đâu, đá lại trực tiếp. Cả dài hạn cả ngắn hạn, bọn ngắn hạn là bọn dài hạn nó còn toàn đấy mà, nó có to đâu. Lớp mình là có một cái đội ở dưới kia là to lắm rồi kìa, nhìn nó dày. Thành niên bé giải gấp 3 lần đấy. Tiền thuê sân, tiền các thứ các kiểu nữa, bóng bánh, thuê trọng tài, không phải là tiền à? Được chưa? Team view không biết làm nào lại.
Mang máy lên nào. Không chưa? Bây giờ tôi rút ngắn cái này còn một dòng này. Đấy chưa? Thường thường bởi vì lấy ra mà, trừ khi lưu xuống thì chúng ta mới new model, thế còn lấy ra thì chẳng cần làm gì cả. Đúng không? Thì thường thường chúng ta sẽ xử lý như này. Như này là xong rồi. Được chưa? Thế vậy là như nào? Chúng ta viết cái hàm gì? Hai chấm này là hàm gì? Hả? Đúng rồi, hàm tĩnh. Thì ở trong này chúng ta sẽ có cái gì? Public static function. Ở trong này chúng ta sẽ có là một cái model bằng new static. Đóng mở ngoặc. Sau đó SQL nó sẽ bằng model trỏ đến table name, model trỏ đến connect và get class của model. Kết quả tương tự. Xong nhá. Đây là select all. Thì như này được. Đây select all này. Đây lấy hết của gì nữa, all là lấy hết của gì nữa. Thế nếu chúng ta chỉ muốn lấy ra dựa vào một cái ID thôi thì sao? Dựa duy nhất một cái ID thôi, lấy ra một đối tượng dựa vào cái ID của nó thôi thì sao? Hả? Nhá. Như nào? Duplicate cái này lên. Đây là hàm file. Nhận một cái ID truyền vào. Vẫn là new static. Chúng ta thêm một cái đoạn là where ID bằng cái biến ID truyền vào. Và vẫn fetch all như bình thường nhé. Lưu ý cái này chúng ta vẫn fetch all như bình thường. If cao của cái RS lớn hơn 0, tức là có dữ liệu trả ra thì return $RS ở vị trí số 0.
còn không thì return null. Xong chưa? Test nha. Nãy là chúng ta có cái list ra user đúng không? Chúng ta có cái user ID bằng bốt Vân đẹp trai, cái gì đấy? Văn đẹp trai. Rồi, bây giờ chúng ta lấy ra. Thì user 2.2.file truyền vào đây số 4 chẳng hạn. Output này. Đúng là một object rồi. Đơn giản chưa? Xong chưa? Thế nếu bây giờ chúng ta muốn thực hiện câu lệnh select sound from tên table where, một điều kiện là do chúng ta tự định nghĩa ra làm nào. Ví dụ where username line a chẳng hạn, hoặc là chữ văn chẳng hạn, làm nào? Viết lại cái gì? Đâu, viết như nào? Nghĩ thử nào. Có phải static không? Gì? Public này, giải pháp này, public này, static này, function where trong này nhận một cái array bằng mạng rỗng. Được chưa? Chúng ta vẫn có model bằng new static. Chúng ta sẽ có thêm cái biến là model trỏ đến query builder bằng select sound from model trỏ đến table đúng không? Table hay table name nhỉ? Table name. Chưa? Where cách cách cái gì? If count của ARR bằng 2 thì model trỏ đến query builder sẽ cộng bằng cộng chuỗi nhá, cộng chuỗi bằng bằng với cái gì? ARR ở phần tử số 0, tức là tên cột, bằng với $ARR ở vị trí số 1 và chúng ta tiến hành return
model. Cái này phải thêm dấu hai cái phẩy ở đầu. Được chưa? Thế bây giờ làm cái này với mục đích gì? Các bạn thấy cái mục đích này, xây dựng cuối cùng là xây dựng câu query đúng không? Tôi thử nhá. Chúng ta sẽ có where cột ID à, cột gì nhỉ? Cột email đi. Cột email, đây email. Where ID email bằng cái này, và chúng ta tiến hành là va đâm ra cái list user coi nhé, select của sao lại tính ở đây là cái mạng, là cái mạng select sao from user where, cái này chạy không, chạy trong SQL có chạy không? Thử nhá. Đã chả chạy ra. Đúng không? Chạy đấy. Xong sao? Thế nếu mà đây là so sánh bảng, thế nếu so sánh như này sao? Như này sao? Tức là so sánh email like cái ký tự kia có được không? Giờ sửa cái này như nào? Giờ này thêm gì? If cao của cái ARR tham số bằng 3 thì cái model trở đến query builder cộng bằng với string là ARR ở vị trí số 0 cách ARR ở vị trí số 1 cách ARR ở vị trí số 2 và thằng số 2 này phải nằm trong một cái string, bởi vì nó là giá trị mà, cho nên nó phải nằm trong một cái string là hai dấu phẩy ở đầu. Đưa hết cái string và trả về.
bình thường là phải lọc, nếu mà chỉ có nó chỉ chấp nhận bằng 2 hoặc bằng 3 thôi, nếu bằng số khác báo lỗi ngay. Nhưng mà chúng ta tạm thời cứ coi như là điều kiện là tuyệt đối là chỉ bằng 2 hoặc bằng 3 thôi, bằng 3 tham số thôi. À, xong chưa? Có gì? Cái gì? Ừ. Gần gần là như nào? Query là gì? Truy vấn. Xây dựng câu truy vấn. Chứ đến quen thôi, không chắc. Thêm gì vào đây à? Không. Hàm này chỉ dừng ở đây thôi. Biết vì sao không lấy dữ liệu ra? Mình xét điều kiện ở dưới đấy. Điều kiện gì nữa? Cái mảng kia bằng 2G hoặc bằng 3G này. Hả? Nó biết lắp vào đâu? Biết vì sao tôi không lấy như bình thường hai cái hàm này tôi lấy dữ liệu, tôi trả dữ liệu đúng không? Tại sao hàm này tôi trả được đối tượng? Vì sao? Thử nghĩ xem nào. Hả? Cái gì? Tại tôi không trả được dữ liệu hay sao? Thử nghĩ em thử động não là vì sao tôi lại không trả thẳng cái dữ liệu mà tôi chỉ xây dựng câu query xong tôi vứt ra là xong. Tôi không dừng, tôi dừng lại ở đây, tôi không làm nữa. Làm nào? Làm nào nữa? Làm nào? Liên truyền. Để ý này, trong SQL bạn học rồi. Where có and được không? Where điều kiện 1, and điều kiện 2 được không? Or được không? Order by được không? Limit được không? Group having cũng được không? Được chưa? Đây là lý do vì sao tôi xây dựng ra câu select và tôi để trống ở đây. Để chúng ta còn nối thêm những cái đoạn sau vào. Sau đó bao giờ người ta chốt thì mới lấy dữ liệu ra. Hình dung ra không? Đây, tôi lấy dữ liệu ra bạn xem nhé. Sau này mình dùng ví dụ mình cứ biết câu truy vấn đấy, sau rồi ở dưới cái điều kiện nếu mà mình thêm điều kiện này thì nó tự lắp vào thêm sau cái đúng này. Rồi được chưa? Rồi nha, bây giờ chúng ta cứ va đâm cái này ra và tôi sẽ có thêm cái dữ liệu ở đây là bằng live email live vân đúng không? Đúng chưa? Đúng, câu này có chạy được không? Rồi tiếp theo này, lấy dữ liệu ra. Chúng ta có public function get. Tại sao lại là public function mà không phải là static? Xem tôi viết xong rồi tôi dùng nhé. Sẽ có như sau. STMT bằng this trỏ đến connect trỏ đến prepare cái gì? This trỏ đến query builder. Hiểu vấn đề chưa? This connect là trả về cái gì?
đối tượng PDO, đúng không? Sau đó nó prepare một câu query SQL, đúng không? Thì chúng ta vừa xây dựng bằng cái query builder ở trên rồi, đúng nhá. Và bây giờ chúng ta có gì? STMT trỏ đến execute và đi copy lại cho nhanh. Đây, fetch all. Cuối cùng return, return cái biến RS xong. Đây coi này. Cứ từ từ bình tĩnh nhá, coi này. Cái hàm where nãy tôi return ra cái gì? Hàm where tôi return ra cái gì đây? Model, model là gì? Một object. Đúng nhá. Object, bây giờ object gọi đến một cái hàm thuộc về cái object đấy thì làm nào? Một cái hành động thuộc về đối tượng đấy thì trỏ đến get đóng vào ngoặc. Hiểu định làm gì chưa? Ra hai đứa, một thằng là Vân NA, một thằng là Vân NT. Xem có lệnh khác nữa nhá. ID lớn hơn hoặc bằng 5 đi. Là mấy đứa? Hai đứa. Cái gì đấy? Model mấy? 51, 51, 51. À đây, cái này là this. Xin lỗi các bạn. 51. Được chưa? Tự xây dựng câu query dựa trên những cái hàm mình viết ra. Where này tương đương với select sound from user where ID lớn hơn bằng 5. Lấy ra ngoài thì có get. Xong chưa? Đây, có thế rồi. Nào. Hình dung ra logic làm không? Hay không? Sau này muốn lấy dữ liệu ra từ cái đối tượng nào thì một dòng. Đơn giản hơn rất nhiều, đúng không? Mặc dù xây dựng cái base model này khổ, nhưng mà chỉ khổ một lần thôi. Không khổ nhiều lần như bên kia nữa. Không nhớ. Thế bây giờ tôi muốn thực hiện câu lệnh end where thì làm nào? Where điều kiện 1, end where điều kiện 2, end điều kiện 2 làm nào? Làm nào? Hàm where của chúng ta đã trả ra một object rồi. Chúng ta muốn nối tiếp một câu SQL vào trong cái query đó thì chúng ta bắt buộc phải giống cái thằng get. Đúng không? Hàm end where này, tôi duplicate cái hàm này lên. Tôi bỏ chữ static đi và sửa cái này thành end where. Vẫn ARR như cũ. Model của tôi bây giờ bằng this thì tôi có this dollar this query builder bằng bằng cái gì? End. Được chưa? Xong lại điều kiện, nếu mà bằng 2 thì array vị trí 0 bằng array vị trí số 1 và lại tiếp tục đẩy ra model. Xong chưa? Bây giờ tôi thử dd ra cái query builder nhá. This trỏ đến query builder này. Và đâm query builder và die ở đây nhá. Ở đây là this chứ không phải là model các bạn nhá, để ý. Ở trong cái hàm mà sau này không có static nữa thì chúng ta dùng this. Coi này. Bây giờ tôi có câu lệnh này thì nó đang là câu lệnh SQL của nó là gì? Select sound from ID bằng 5, đúng không? Tiếp tục này. And email chứa email line VA chẳng hạn. Chúng ta sẽ có là trỏ đến and where email like %% VA. And where, sao lại thế nhỉ?
À đây 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 đây, query builder cộng bằng. Cộng bằng. Select sound from user where and email line cái gì gì đấy. Hợp lý chưa? Muốn em thêm cái nữa thì lại sao? Lại trỏ đến cái nữa. Trỏ đến cái nữa. Thêm and where vào đây nữa. Gì nữa? Thêm bừa đi. Ví dụ như kiểu là lại cái nữa ID bằng 6 có được không? Ờ, câu lệnh query thôi mà, tôi đang test là cái chức năng xây dựng câu query mà. Chứ tôi không test đúng sai đâu. Lỗi này. Không vàng, ở đây chúng ta phải là ngoặc. Đúng chưa? Muốn thêm and cái gì thì cứ nối thêm à. Cứ thế nối. Cái nào? Cái nào? ID 76 đấy, không được các bạn. Thì tôi đã xử lý rồi còn gì, nếu mà có hai tham số ở trong cái array thì tôi là dấu bằng. Còn nếu mà ba thì là cái dấu ở giữa cái phần tử số 1 đúng không? Xong chưa? O là sao? Đấy, biết giống hệt cái này. Sửa mỗi hàm, tên hàm là O. Ở đây sửa thành O. Xong chưa? Thì ở đây chúng ta tiếp tục là sửa ở đây thành O where. Được chưa? Kỳ diệu không? Bây giờ tôi đẩy lên nhá. À, để bỏ cái va đam đi. Bỏ đam đai đi, không phải lại chẳng bao giờ lấy ra dữ liệu. Xong chưa? Rồi đẩy cốt lên rồi đấy. Ngâm cứu. Ố, chưa lên này. Mất mạng rồi à? Đây. Muốn xem hàm nào? Đấy. Hàm get là gì? Hàm get là sau khi xây dựng xong câu query builder thì mình thực thi thôi. Ừ. Là mình cái hàm get này tương đương bấm cái nút run. Được chưa? Đây nó đã có sẵn query builder này thì nó có cái connect này là cái gì rồi? Nó chính là cái PDO rồi. Ừ. Connect này ngay khi new model ra, new static ra nó đã có rồi. Đúng không? Chúng ta làm bằng ở cái construct. Sau thực nạp cái câu query SQL vào xong thực thi thôi. Chẳng có gì hơn. Ừ. Ừ. Bây giờ các bạn thử làm với tôi cái này nhá. Ở cái list này, các bạn hiển thị sử dụng cái tôi vừa viết, hiển thị ra cho tôi danh sách dạng bảng các cái tất cả post và tên của người tạo bài viết. Tên tức là cái này. Đây là bài viết, tất cả bài post của chúng ta đúng không? Đâu nhỉ? Đây post của chúng ta đúng không? Đây là có 6 bài này. Có những cái bài viết, đây là tác giả này. Đúng không? Chẳng nhẽ chúng ta hiển thị dạng bảng ra là hiển thị là số ID của tác giả. Người dùng làm sao biết được? Phải hiển thị tên của tác giả đúng không? Thì tên của tác giả ở đây là có Nguyễn Văn Anh, Vân Đẹp Trai Thế, Thiện TH Someone. Ví dụ thế. Thì phải hiển thị ra cái chữ này. Thì giờ làm nào? Thì các bạn có hai việc cần phải làm.
Việc thứ nhất là hiển thị ra được cái danh sách. Việc thứ hai là chuyển đổi cái số ID này trở thành tên của người ta. Nghĩ thử xem làm như nào thì hợp lý. Lên rồi đấy. Xong rồi, post lên rồi nha. Các bạn ngâm cứu và làm cái bài này cho tôi. Tôi xây dựng cái tôi xây dựng cái demo này nó giống hết như là cái Eloquent ở trong, nó gần giống Eloquent ở trong Laravel và nó hỗ trợ chúng ta rất là nhiều ở trong cái mô hình MVC, cho nên là chúng ta học được cái này chúng ta dễ hiểu luôn ở trong Laravel phải dùng như thế nào, viết ra làm sao và cái phần tương tác với cơ sở dữ liệu đấy nó lợi thế rất là lớn khi chúng ta sau này học framework. Các bạn cố gắng theo dõi được cái này được thì tốt, còn không thì ít ra phải nhớ được cách dùng. Hướng đối tượng thì nó có rất là nhiều cách vận dụng. Chúng ta học được càng nhiều cách thì càng tốt cho tương lai của mình không? Chuyển đi tất cả nội dung của cái bản post ra ngoài giao diện thành lập bài, sau đó hiển thị cái create by chuyển thành tên của người ta.
Yeah.
không lấy phát.